hai vị tổng đốc tuẫn tiết với thành Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta. Triều đình nhà Nguyễn ký hàng loạt bản hiệp ước đầu hàng nhục nhã. Nhưng ý chí đấu tranh bảo vệ đất nước của nhân dân ta luôn sục sôi mãnh liệt. Trong video ngày hôm nay, Chân Dung Lịch Sử chia sẻ tới quý vị hình ảnh hai vị tổng đốc đã tử tiết với thành Hà Nội. Dù chết, họ cũng không chết dưới họng súng của kẻ thù. Vậy họ là ai? Tinh thần chiến đấu đó được sử sách ghi lại như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây. Hai nhân vật chân dung lịch sử muốn nhắc tới ngày hôm nay chính là Tổng đốc Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu, được ví như vầng nhật nguyệt. Tuy không sinh ra ở Thăng Long, nhưng cả hai cụ đều hy sinh, tử tiết vì mảnh đất này, nêu cao khí tiết kiên trung, ngàn năm còn mãi với non sông đất nước. Tổng đốc Nguyễn Tri Phương. Tổng đốc Nguyễn Tri Phương tên thật là Nguyễn Văn Trương, quê làng Đường Long, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên. Còn tên Nguyễn Tri Phương là do vua Tự Đức cải tên vào năm 1850, hàm ý nói về con người nghĩa dũng, nhiều mưu trước. Từ đó, Nguyễn Tri Phương trở thành tên chính của cụ. Cụ xuất thân trong một gia đình nông dân, không được qua trường lớp, nhưng nhờ trí thông minh và ý chí tự học, tự lập cao đã làm nên sự nghiệp lớn. Bắt đầu từ chân thư lại ở cấp huyện, do tài năng mà được tiến cử lên triều đình Minh Mạng, được thu dụng và lần lượt giữ nhiều chức vụ trọng yếu suốt 3 triều, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Năm 1844, vua Thiệu Trị cử cụ làm Tổng đốc An Hà, An Giang và Hà Tiên, rồi Tổng đốc Long Tường, Vĩnh Long và Định Tường. Năm 1853, làm Kinh Lược Sứ Nam Kỳ. Ngày 1 tháng 9 năm 1858, tàu chiến Pháp Tây Ban Nha dưới quyền chỉ huy của Rigaud de Genoli nổ súng đánh chiếm Đà Nẵng. Quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu, ngăn bước tiến của giặc. Đô thống Lê Đình Lý trúng đạn, sau đó hy sinh. Vua Tự Đức điều cụ Nguyễn Tri Phương, võ tướng số 1 của ta lúc đó, đang làm Kinh Lược Sứ Nam Kỳ, ra làm Tổng thống Quân Thứ Quảng Nam. Trước tình hình này, cụ đã bố trí lại lực lượng phòng thủ và đề ra phương thức tác chiến phù hợp với tương quan lực lượng giữa ta và địch lúc bấy giờ. Cụ chủ trương tránh những mũi tiến công chính diện của địch mà bao vây đánh chặn địch ở mé ngoài, liên tục phục kích tiêu hao địch, làm vườn không nhà trống, cô lập địch với dân. Thực tế, những diễn biến tình hình quân sự ở Đà Nẵng sau đó đã minh chứng cho tài thao lược và chiến thuật đánh địch của cụ là hợp lý, đúng đắn. Đầu tháng 2 năm 1859, Rigaud de Genoli buộc phải chuyển hướng tiến công và Gia Định. Tháng 7 năm 1860, cụ Nguyễn Tri Phương lại được xung chức Gia Định Quân Thứ, Thống đốc Quân vụ. Trong trận đánh ngày 25 tháng 10 năm 1861, người em ruột của cụ, Tá Lý Nguyễn Duy, tử trận. Còn cụ bị thương, đại đồn Chí Hòa thất thủ. Sau trận đánh này, cụ bị giáng chức lần nữa xuống làm tham tri. Một thời gian sau đó, vua Tự Đức cho cụ khôi phục hàm binh bộ thượng thư, đổng nhung quân vụ Biên Hòa. Năm 1862, cụ được cử ra làm Tổng thống Quân vụ Hải An. Năm 1871, được điều về Kinh, giữ chức lại bộ thượng thư. Tháng 7 năm 1872, vị ở đất Bắc, giặc giã quấy nhiễu nhiều nơi, vị tướng tài ba này một lần nữa lại được cử làm Bắc Kỳ Khâm Mệnh Tuyên Sát Đồng Sức Đại Thần, thay vua để xử lý việc quân. Ngày 19 tháng 11 năm 1873, Francis Garnier theo lệnh của soái phủ Nam Kỳ đánh úp thành Hà Nội và chỉ sau mấy giờ thì hạ được thành. Con trai cụ, phò mã Nguyễn Lâm trúng đạn hy sinh tại trận, còn cụ bị trọng thương. Bắt được Tổng đốc Nguyễn Tri Phương, quân Pháp tìm cách chạy chữa hòng mua chuộc cụ. Chúng biết, nếu cụ quy thận, chúng sẽ dễ dàng đạt được mục đích chiếm lĩnh nước Nam hơn. Giặc Pháp đưa cụ xuống tàu để cứu chữa, nhưng cụ khẳng khái từ chối. Chúng đem thuốc băng bó, cụ giật đi vứt bỏ. Chúng đưa thức ăn vào miệng, cụ đều phun ra. Cụ tuyệt thực tuẫn tiết để khẳng định tinh thần bất khuất của người Việt Nam trước giặc ngoại xâm. Lời đáp trả đanh thép của cụ trước quân giặc càng thổi bùng lên tinh thần vì việc nghĩa ở khắp nước Nam. Bây giờ, nếu ta chỉ lay lắt mà sống, sao bằng thung dung chết vì việc nghĩa? Tổng đốc Nguyễn Tri Phương qua đời sau khi tuyệt thực vài ngày, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho quan, dân, sĩ phu cả nước nói chung
và Hà Thành nói riêng. Niềm tiếc thương ấy được hun đúc thành ý chí quật cường, quyết tâm quét sạch giặc ngoại xâm trên toàn cõi nước Nam. Thi hài cụ và con trai Nguyễn Lâm được đưa về an táng tại quê nhà. Đích thân vua Tự Đức tự soạn bài văn tế cho ba vị công thần Nguyễn Di, Nguyễn Lâm, Nguyễn Tri Phương và cho lập đền thờ Nguyễn Tri Phương tại quê nhà. Tấm gương quên mình vì nước của cụ được nhân dân khâm phục, kính trọng. Trên gò Đống Đa hiện nay còn câu đối: Thử thành quách, thử sang sơn, bách chiến phong trần dư xích địa. Vi nhật tinh, vi hà nhạc, thập niên tâm sự vọng thanh thiên. Sách Việt Nam sử lược nhận xét về cụ như sau: Nguyễn Tri Phương là người ở Thừa Thiên, do lại điểm xuất thân, làm quan từ đời vua Thánh Tổ, trải qua ba triều mà nhà vẫn thanh bạch, chỉ đem trí lực mà lo việc nước, chứ không thiết của cải. Nhưng chẳng may phải khi quốc bộ gian nan, ông phải đem thân hiến cho nước, thành ra cả nhà cha con anh em đều mất vì việc nước. Thật là một nhà trung liệt xưa nay ít có vậy. Tổng đốc Hoàng Diệu. Tổng đốc Hoàng Diệu sinh năm 1828, mất năm 1882. Tên thật là Hoàng Kim Tích, tự Quang Viễn, hiệu Tĩnh Trai. Cụ sinh ra trong một gia đình truyền thống nho giáo tại làng Xuân Đài, huyện Diên Phước, tỉnh Quảng Nam, nay là huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Năm 1848, Hoàng Diệu đỗ cử nhân. Năm 1853, đỗ phó bảng. Cụ được bổ nhiệm làm tri huyện Tuy Phước, rồi được thăng chức tri phủ huyện Tuy Viễn, tỉnh Bình Định. Năm 1877, cụ Hoàng Diệu được cử làm tham tri bộ hình, tham tri bộ lại, coi viện đô sát và được tham dự vào công việc cơ mật viện. Cụ cũng là người được triều đình cử giữ chức phó toàn quyền đại thần để hiệp thương với sứ bộ Tây Ban Nha. Cụ là người nổi tiếng công minh, thanh liêm và văn võ song toàn. Khi nhận chức tổng đốc hai tỉnh Hà Nội và Ninh Bình, cụ Hoàng Diệu đã thấy rõ vị thế trọng yếu của thành Hà Nội. Cụ tự nêu trong sớ tâu lên Tự Đức: Thành Hà Nội như cuống họng của cả Bắc Kỳ, nếu một ngày tan tành như đất lở thì các tỉnh miền Bắc lần lượt mất như ngói bùng. Nhận thấy tình hình Bắc Kỳ căng thẳng, vua Tự Đức đã giao phó cho cụ vùng trọng yếu Hà Nội, Hải Phòng. Tại Bắc Kỳ, cụ bắt tay ngay vào việc chuẩn bị chiến đấu, kinh lý, biên phòng. Như Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện đã nêu, tổng đốc Hà Ninh đã cùng với tổng đốc tỉnh Sơn Tây Nguyễn Hữu Độ dâng sớ nói về việc bố phòng, lại cùng với Nguyễn Đình Nhuận mật tâu và trước phòng bị sẵn. Khi thấy binh thuyền nước Pháp tự nhiên ra Bắc, một mặt cụ phái tuần phủ Hoàng Hữu Xứng ra tiếp, mặt khác cụ lo chỉnh đốn lại thành trì và quân ngũ để đề phòng. Thực dân Pháp viện cớ ta không tôn trọng hiệp ước Giáp Tuất năm 1874 mà lại đi giao thiệp với Trung Hoa, dung túng quân cờ đen ngăn trở việc giao thông trên sông Hồng và cấm đạo, nên đã cử thống đốc hải quân Pháp đại tá Henry Rivier cho một số tàu chiến cùng 4.000 quân ra đóng tại đồn thủy, nay là khu vực viện 108, và cho quân lính đi cướp phá ở nhiều nơi. Trước đó, cụ Hoàng Diệu đã dâng sớ lên vua Tự Đức đề nghị việc phòng chống giặc, vì theo cụ, Hà Nội là cuống họng của xứ Bắc Kỳ và cũng là nơi then chốt của nước ta. Nếu Hà Nội mất thì các tỉnh khác sẽ mất theo. Nhưng vua Tự Đức đã làm thinh. Đến khi Hà Nội bị uy hiếp, cụ Hoàng Diệu một mặt xin triều đình Huế viện binh, một mặt ra lệnh giới nghiêm và thông báo các tỉnh đề phòng. Rạng sáng ngày 25 tháng 4 năm 1882, tức là ngày 8 tháng 3 năm Nhâm Ngọ, Henry Rivier sai thâm dịch viên đưa tối hậu thư vào thành cho cụ Hoàng Diệu, buộc cụ phải cho quân lính rời khỏi thành sau khi hạ hết khí giới và mở cửa thành. Theo bản Correspondence Politique de Commandant Henry Rivier Otonkin của André Masson, thì Henry Rivier buộc đúng 8 giờ sáng, ngài phải thân hành đến dinh tôi hàng phục, có mặt đông đủ các quan tuần phủ, bố chánh, án sát, đề đốc, chánh, phó, lãnh binh. Nếu đúng 8 giờ, ngài và toàn thể thuộc viên của ngài không đến lãnh sự quán để tỏ vẻ chấp thuận những điều kiện của tôi, thì quân đội của tôi sẽ lập tức tấn công vào thành. Henry Rivier không chờ thư trả lời, cho tàu chiến bắn vào thành rồi cho quân tiến lên. Tổng đốc Hoàng Diệu đã nối tiếp tinh thần bất khuất của cụ Nguyễn Tri Phương năm xưa và tổ chức chống giặc, đẩy lùi từng đợt tấn công của chúng. Cuộc tấn công càng ngày càng diễn ra ác liệt khi kho thuốc súng trong thành bỗng nhiên bốc cháy, khiến cho tinh thần của quân sĩ hoang mang, dao động. Chớp lấy thời cơ, quân Pháp tập trung lực lượng phá vỡ cửa phía Tây và Bắc, ồ ạt ùa vào trong thành. Cuộc cầm cự của quân ta được hơn nửa ngày thì sức đề kháng yếu dần. Nhận thấy không thể duy trì được cuộc chiến đấu được nữa, cụ Hoàng Diệu đã quay về dinh, mặc chiếc áo the thâm,
tấm khăn nhiễu xanh chít lên đầu và giải dây lưng nhiễu hồng thắt ra áo ngoài, tay cầm thanh kiếm tuốt trần rồi lên mình voi xông trong mưa đạn tiến vào hành cung. Tại đây cụ truyền lệnh, ai muốn về kinh thì về, còn ai muốn chiến đấu nữa thì lên sân Tây tập hợp với đại binh của Hoàng Kế Viêm chờ ngày báo phục. Khi mọi người giải tán, cụ và Dinh viết bài di biểu tạ tội với những lời lẽ thống thiết. Thành mất không sao cứu được, thật hổ với nhân sĩ Bắc Thành lúc sanh tiền. Thần chết có quản gì, nguyện xin theo Nguyễn Tri Phương xuống đất. Quần vương muôn dặm, huyết lệ đôi hàng. Sau đó cụ đi thẳng đến cửa võ miếu, lật chiếc khăn trên đầu, treo mình lên cành cây trước miếu mà tuẫn tiết đúng vào giờ ngọ, tức ngày 25 tháng 4 năm 1882, hưởng thọ 54 tuổi. Người Hà Nội vô cùng thương xót trước cái chết của cụ. Ngày hôm sau, nhiều người họp lại, sắm sửa mền nệm tử tế, rước quan tài của cụ từ trong thành ra, tổ chức khâm liệm và mai táng tại khu vườn Dinh Đốc Học, nay là địa điểm khách sạn Royal Star trên đường Trần Quý Cáp, cạnh chợ Ngô Sĩ Liên, sau ga Hà Nội. Theo quyết định ngày 25 tháng 1 năm 1994 của Bộ Văn hóa Thông tin, khu lăng mộ của Tổng đốc Hoàng Diệu được công nhận là một di tích lịch sử văn hóa. Ngoài ra, cụ còn được thờ trong đền Trung Liệt trên Gò Đống Đa với câu đối: kia thành quách, kia non sông, năm trận phong trần còn thước đất. Là trời sao, là sông núi, 10 năm tâm sự với trời xanh. Ngày nay, tên của cụ được chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội kính cẩn đặt thành tên con đường chạy ở phía tây thành cổ, song song với phố Nguyễn Tri Phương. Bàn thờ của cụ cũng được lập bên cạnh bàn thờ quan Tổng đốc Nguyễn Tri Phương trên Vọng Lâu Bắc Môn, quanh năm mở cửa để nhân dân lúc nào cũng có thể tới thắp nhang tri ân hai vị anh hùng quên mình vì thành Hà Nội. Hình ảnh hai vị tổng đốc xả thân vì nước, vì dân đã để lại cho bạn ấn tượng như thế nào? Hãy bình luận xuống phía dưới video và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.